Năm 2012, dịch vụ số hóa trong nước chịu tác động mạnh kể từ khi thông tư số 6 của Bộ Tài chính có hiệu lực vào đầu tháng 3 năm 2012. Theo đó, xuất khẩu dịch vụ số hóa chịu thuế suất 10% thay vì được hưởng ưu đãi thuế VAT 0% như trước đây. Ông Frank Schallenberg, giám đốc điều hành của GSB Far East, một công ty hoạt động trong lĩnh vực BPO, chuyên gia công và xuất khẩu dịch vụ quy trình doanh nghiệp tại công viên phần mềm Quang Trung cho biết, kể từ khi áp thuế suất của cơ quan thuế, công ty phải chịu 10% thuế VAT khi xuất khẩu. Chúng tôi khó đạt được lợi nhuận sau khoản thuế này. Trong khi đó, phía khách hàng nước ngoài dĩ nhiên không đồng ý chịu tăng giá đơn hàng hay chia sẻ khoản phí VAT này. Họ có quyền chọn đối tác khác. Tuy nhiên, ông Frank Schallenberg cũng bày tỏ lạc quan sau khi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị với Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc áp thuế suất này. Trước đó, Công viên phần mềm Quang Trung và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kiến nghị điều chỉnh hoặc tạm ngưng áp thuế suất này vì tình hình khó khăn chung của doanh nghiệp. Thời điểm này là thời điểm hết sức quan trọng của các doanh nghiệp khi người ta đang phải đàm phán những hợp đồng cho năm sau. Vì vậy thì chúng tôi mong rằng trong cái quỹ hội nghị chúng tôi đã kiến nghị mong rằng là hai bộ phải đồng tình làm nhanh. Nếu chưa sửa thông tư 06 thì cũng nên ra công văn là tạm thời chưa áp dụng cái nội dung đó. Có thể nói, ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực phần mềm, đang là một trong những ngành đang nhận được nhiều ưu đãi về chính sách thuế và các cơ chế khác nhằm khuyến khích đầu tư kể từ năm 2000 đến nay. Trong đó, bao gồm nghị quyết 128 năm 2000 với các chính sách ưu đãi mạnh mẽ về thuế thu nhập doanh nghiệp như miễn thuế 4 năm từ khi doanh nghiệp có lãi, giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo và thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 10% lợi nhuận thu được trong suốt thời gian dự án. Đến năm 2000, chính phủ đã ban hành tiếp một quy định mới với điều kiện ưu đãi cao hơn so với quy định trước. Hiện nay chúng ta vẫn đang có nhiều các cái biện pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển thì không có lý do gì mà trong cái bối cảnh hiện nay doanh nghiệp đang khó khăn chúng ta lại giảm cái hỗ trợ đi thì tôi cho rằng nó không phù hợp. Trong khi đó, ông Phan Minh Tân, giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố cho biết vẫn chưa nhận được thông tin về việc sẽ có giảm cơ chế ưu đãi cho ngành. Cái sự cạnh tranh quốc gia về môi trường đầu tư, về chính sách đầu tư là vô cùng quan trọng. Thống kê của Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2012, doanh thu từ ngành công nghệ thông tin đạt 86.000 tỷ đồng, tăng 63%, tính riêng lĩnh vực phần cứng tăng 90%. Tuy nhiên, doanh thu này tăng chủ yếu nhờ vào doanh thu từ công ty Intel Việt Nam trong năm 2012. Ngược lại với lĩnh vực phần mềm, năm 2012, doanh thu từ ngành công nghệ thông tin chỉ đạt 8.000 tỷ đồng, giảm đến 32% so với năm 2011. Anh có nói rằng bây giờ thành phố chúng ta có thể chi là 2% trong cái tổng của thành phố đó, tổng chi ngân sách của thành phố cho cái đầu tư về khoa học công nghệ. Nhưng mà anh đòi hỏi là phải có hiệu quả. Cái hiệu quả đó được hiểu như thế nào anh? Thời gian vừa qua chúng ta cũng đã chi rất nhiều cho nghiên cứu khoa học. Nhưng cái số lượng mà được đưa ra để ứng dụng không nhiều, mặc dù nó có tăng lên nhưng mà không nhiều. Cho nên chúng tôi muốn tập trung vào các cái đề tài. Trước tiên là sản phẩm thử nghiệm trước và sau đó hoàn chỉnh nó để đưa ra thương mại hóa và thực sự nó đưa vào phục vụ cuộc sống thì tôi nghĩ đấy là tăng cái hiệu quả của các đề tài nghiên cứu. Tất nhiên chúng ta không có một cách cực đoan là tất cả các đề tài đều phải được đưa vào thực tế, cái đó không đúng. Nghiên cứu khoa học là để định hướng và cái độ rủi ro của nó rất cao thì chúng tôi rất là muốn cái phần mà nghiên cứu cho ứng dụng đó nó phải hiệu quả rất là cao. Nếu làm được cái điều đó thì nó tăng được cái lòng tin của xã hội vào khoa học công nghệ. Các nhà khoa học có thể tham gia và đưa ra những sản phẩm một cách thực tiễn. Thì khi đó tạo được lòng tin cho các cái doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta dù sao cũng là một cái đầu tàu trong khoa học công nghệ. Theo anh đánh giá, cái khu công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh và cái khu phần mềm Quang Trung đó, nó có những cái sự tiến bộ, có cái sự hiệu quả không ạ? Cái hiệu quả của nó phải đánh giá từ nhiều góc cạnh. Công viên phần mềm Quang Trung hoặc là khu công nghệ cao, nó đã thể hiện được kết quả ban đầu là thu hút được các nhà đầu tư và đặc biệt là các nhà đầu tư lớn. Ví dụ như khu công nghệ cao là Intel chẳng hạn, là doanh nghiệp sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới. Và khu phần mềm Quang Trung chẳng hạn cũng đã thu hút được các cái nhà đầu tư về phần mềm cũng là hàng đầu thế giới như là HP chẳng hạn. Khi mà chúng ta làm các khu phần mềm hoặc khu công nghệ cao, chúng ta thể hiện được quyết tâm của thành phố trong phát triển công nghệ cao, phát triển khoa học công nghệ. Và người ta nghĩ rằng, và người ta biết rằng thành phố đang phát triển cái lĩnh vực đó, thì người ta sẵn sàng đầu tư vào. Còn nếu như đến thành phố người ta không biết rằng là
thành phố mong muốn gì, thành phố đã sẵn sàng về mặt hạ tầng chưa cho người ta đầu tư vào, sẵn sàng ưu đãi cho công nghệ cao chưa, thì người ta cũng sẽ không đầu tư vào. Nhưng mà ở đây chúng ta đã sẵn sàng rồi, về mặt hạ tầng là khu công nghệ cao, là khu phần mềm, về chính sách chúng ta cũng đã có, thì có họ có mong muốn, họ có quyết tâm đầu tư vào nữa hay không thôi. Cái thành công lớn là ở chỗ đó nữa, nghĩa là mặt bằng cụ thể, hạ tầng cụ thể và đã sẵn sàng thì sẽ tạo niềm tin, tạo cái điều kiện cho người ta đầu tư vào. Thế anh, là cái vấn đề mà đầu tư vào khoa học công nghệ đó, hay là tái cấu trúc nền kinh tế, bất luận như thế nào thì chúng ta cũng phải cần những cái con người thích hợp. Liệu chúng ta có thể với những cái dự án của anh đó, thì chúng ta có chuẩn bị một cái đội ngũ để có thể đáp ứng trong vòng mà là theo cái kế hoạch là 2020 chẳng hạn, tới 2020 thì chúng ta có đáp ứng được cái đội ngũ mà cái dự án này đòi hỏi không anh? Nếu mà đào tạo kể cả các trong các trường đại học hoặc là tự đào tạo thì không bao giờ có thể đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu của một doanh nghiệp cả. Tôi vẫn lấy cái ví dụ là Intel chẳng hạn, người ta sang đây người ta tuyển dụng thì tìm rất không phải là nhiều cái vị trí là người đó áp dụng được cái yêu cầu, thì người ta phải chọn trong những người tuyển dụng đó khoảng 20-25 em sang Mỹ để đào tạo, thì cái đó hết sức thực tế, bởi vì là các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp chỉ có doanh nghiệp đó biết và chỉ cho doanh nghiệp đó đặt ra và đào tạo theo hướng đó thì mới được. Ví dụ vui là bây giờ chúng ta sang Mỹ chẳng hạn, chúng ta tuyển người gói bánh chưng, tôi nghĩ chắc cũng không tuyển được ai cả, mà chúng ta phải có tuyển người có những khả năng, có những cái kỹ năng cơ bản, sau đó chúng ta đào tạo thì người ta mới làm được. Thông thường cái nhu cầu phát triển thì cái phần cung cũng đi theo. Cái cầu có thì cái cung chắc chắn là có. Tự nhiên nó sẽ. Đấy là quy luật thị trường. Còn nếu như anh hôm nay anh mới cầu lên năm 2013 anh mới có từng đòi hỏi là 10.000 người, nhưng mà đến 2014 thì chỉ còn có 2.000 người thì không có thị trường nào đáp ứng cả. Nhiều kỹ sư Việt Nam chúng ta rất là giỏi về kỹ thuật, có thể vào có thể làm, nhưng mà cái kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh của chúng ta nghe thì nó rất là bình thường thôi, nhưng mà khi thiếu cái đó thì lại không làm việc được. Theo anh, chúng ta có thay đổi về vấn đề giáo dục ở các đại học, những cái căn bản đó không anh? Về cái ham muốn học và thực tế tham gia học tiếng Anh nhiều là Việt Nam chắc là một trong những quốc gia học nhiều nhất. Nếu như buổi đêm chúng ta đi các cái trung tâm thì Việt Nam, nghĩa là người Việt tham gia cực kỳ đông. Tôi nghĩ rằng là cái tiếng Anh không phải là cái trở ngại lớn của mình hiện trong tương lai, mà cái chính là kiến thức và cái khả năng qua công việc thực tế hàng ngày của cái người lao động đó. Cái đó nó nói lên được cái khát vọng mà muốn hội nhập, khát vọng muốn là thăng tiến trong cái giới trẻ, trong cái gia đình, các cái phụ huynh, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái điều khuyến khích, phải không anh? Tôi vẫn nghĩ kiến thức về chuyên môn là quan trọng nhất. Ngoại ngữ là bổ sung. Người Nhật người ta cũng rất là kém ngoại ngữ, nhưng mà chuyên môn ta rất là giỏi. Cũng có thể bởi vì tiềm lực kinh tế người ta mạnh quá, người ta không phụ thuộc ai cả. Người ta không đi làm thuê cho ông nước ngoài. Đúng rồi. Thì người ta không cần biết tiếng Anh. Nhưng mà của mình thì đang ở tình trạng là phải đi làm thuê cho nước ngoài, cho nên mình phải biết tiếng Anh để làm thuê cho công chủ đó. Và nay mai nếu mình giàu rồi thì mình thuê người ta thì bắt người ta phải học tiếng Việt, chứ việc gì mình phải học tiếng Anh. Tất nhiên đấy là cách cực đoan, nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta ở cái mức phát triển nào đó thì người ta sẽ phải học tiếng mình nhiều hơn. Vì đến cái mức phát triển đó thì nghĩ là hết sức tốt, nhưng mà đến mức phát triển đó mà chúng ta vẫn biết ngoại ngữ thì lại quá tốt rồi. Để thành phố Hồ Chí Minh tạo được sự khác biệt so với các nơi khác trong cả nước, sắp tới trong chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc doanh nghiệp phải có ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã căn cứ vào các chỉ tiêu khoa học công nghệ thông tin để chấm điểm xếp loại doanh nghiệp nhà nước. Nếu doanh nghiệp nào hoạt động này còn yếu thì sẽ bị chấm điểm thấp, hạ điểm lãnh đạo. Quan điểm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là không hạn chế đầu tư tài chính cho khoa học công nghệ. Thành phố quan tâm có thể đầu tư nhiều hơn 2%, nhưng vấn đề là làm sao để đầu tư có hiệu quả. Đặt hàng của chính quyền thành phố cho các nhà khoa học như là mô hình giải quyết bài toán giao thông, bài toán ngập lụt, nếu tốt thì có thể đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện thành phố cũng đang có chủ trương mua sản phẩm khoa học công nghệ hoặc kết quả cuối cùng của hoạt động nghiên cứu khoa học để giúp cho các nhà khoa học chỉ tập trung vào nghiên cứu. Nhà nước nên có một chính sách để sử dụng những cái sản phẩm công nghệ thông tin thuần Việt. Thuần Việt nghĩa là những cái sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin của các doanh nghiệp hoặc là của Việt Nam hoặc là tại Việt Nam sản xuất ra, thì nhà nước cần có ban hành cái danh mục. Theo quyết định số 2519 QĐ-UBND vào ngày 18 tháng 5,
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập ban chỉ đạo và tổ chức chuyên viên giúp cho ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển vi mạch chip điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xác định phương hướng hoạt động và kế hoạch của chương trình phát triển vi mạch, chỉ đạo triển khai cũng như theo dõi, đôn đốc kiểm tra, đánh giá kết quả công việc thuộc chương trình trên. Việc thành lập ban chỉ đạo có ý nghĩa hết sức đặc biệt, nhất là khi Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương phát triển ngành công nghệ vi mạch thành phố. Đối với mỗi con người hiện đại hiện nay đó, hầu như chúng ta không có tách rời khỏi cái điện thoại di động kế bên mình. Thế và cái lõi của những cái thiết bị điện tử ấy đó chính là những cái vi mạch. Cái việc thúc đẩy cái chương trình vi mạch bán dẫn này nó sẽ làm cái nền tảng để mà thúc đẩy tất cả những cái lĩnh vực khác đi theo đó, để hướng vào những cái sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Theo đó, đến năm 2017, ngành vi mạch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có doanh số khoảng 150 triệu đô la, đào tạo khoảng 2.000 kỹ sư, kỹ thuật viên, ươm tạo khoảng 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch. Hiện thành phố có 5 khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm Quang Trung, công viên phần mềm Sài Gòn SSB, khu phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và tòa nhà E-Town với khoảng 30.000 nhân lực. Chúng ta phải có một cái kế hoạch dựa trên cái chiến lược phát triển đã xác định đó. Cái chiến lược, một cái kế hoạch đào tạo cái nguồn nhân lực với cái sự chia sẻ và có cái hệ thống của các cái hệ thống đào tạo hiện có, các cơ sở đào tạo hiện có, để chúng ta đào tạo cái nguồn nhân lực có cái nền tảng kiến thức cơ bản